Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Ghi nhận cho thấy, ngoài các kết quả tích cực thì vẫn có những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của y tế cơ sở, y tế dự phòng được các cơ quan liên quan đề ra giải pháp khắc phục. Đây là nội dung chính được đề cập trong chuyên mục hôm nay. Còn bây giờ là một số hoạt động nổi bật của Thường trực, các ban và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa diễn ra trong tháng 6 năm 2024. Hướng đến kỳ họp thường lệ lần thứ 8, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có các cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh và ghi nhận nhiều ý kiến. Trong đó, cử tri kiến nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong thi công các công trình do tỉnh đầu tư, nạo vét một số tuyến kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp, quan tâm khắc phục các vấn đề về nước sạch, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý tình trạng hủy hoại nguồn lợi thủy sản, nguy cơ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, tình trạng lừa đảo qua điện thoại. Thêm vào đó, cử tri mong muốn đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác khám chữa bệnh, vân vân. Chuẩn bị cho kỳ họp, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức thẩm tra nhiều dự thảo nghị quyết. Trong đó có dự thảo nghị quyết quy định nội dung mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung cấp về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. Dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ban Kinh tế Ngân sách thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan lĩnh vực phụ trách. Trong đó có dự thảo nghị quyết về việc thông qua dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025, nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ. Trong số các văn bản do Ban Văn hóa Xã hội thẩm tra, có dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022-2025. Dự thảo nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh. Kỳ họp thường lệ lần thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến sẽ xem xét thông qua 23 dự thảo nghị quyết về nội dung. Hướng đến kỳ họp này, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình tại kỳ họp. Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp do ông Kiều Thế Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Ghi nhận cho thấy, trong những năm qua, hệ thống y tế tuyến cơ sở trong tỉnh thực hiện tốt vai trò công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đối với khó khăn tồn tại, các cơ quan liên quan cũng đề ra nhiều giải pháp nhằm ngày càng nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hệ thống y tế cơ sở ở tỉnh Đồng Tháp gồm y tế khóm ấp, trạm y tế tuyến xã và trung tâm y tế tuyến huyện. Trong đó, các khóm ấp đều có nhân viên y tế khóm ấp đang hoạt động. Có 163 trạm y tế xã phường, thị trấn và 12 trung tâm y tế huyện, thành phố. Việc phân bổ ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho hoạt động y tế cơ sở trong giai đoạn 2018-2022 là hơn 1.000 tỷ đồng. Trong những năm qua, hệ thống y tế cơ sở của tỉnh đã thực hiện tốt vai trò y tế dự phòng và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Điều đó xuất phát từ việc thực hiện tốt cái luân phiên bác sĩ về trung tâm, từ trung tâm y tế về trạm y tế và ngược lại, công tác kiểm tra kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn định kỳ đột xuất, kết nối trong quá trình thăm khám và điều trị cho người dân trên nền tảng công nghệ thông tin từ các cơ sở y tế phía trên. Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của chính quyền địa phương đã góp phần nâng cao chất lượng thăm khám, chữa bệnh và đáp ứng sự hài lòng của người dân. Đối với y tế dự phòng, về mặt tổ chức gồm 143 trạm y tế tuyến xã, 12 trung tâm y tế tuyến huyện và trung tâm kiểm soát bệnh tật tại tuyến tỉnh.
hệ thống tổ chức, mô hình, bộ máy làm công tác y tế dự phòng cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và trung ương hỗ trợ đã hoàn thành đầu tư cơ sở vật chất tuyến tỉnh. Ở tuyến huyện, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, công tác dự phòng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho nhân lực ngành y tế, góp phần đảm bảo việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm được thực hiện thường xuyên với các bệnh lưu hành như dịch bệnh COVID-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm gia cầm, cúm mùa và các cái bệnh mùa hè. Và tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh được theo dõi, giám sát và báo cáo kịp thời hàng tuần. Ngoài những kết quả tích cực thì theo ngành chuyên môn cũng như đánh giá của cơ quan giám sát thì các đơn vị thuộc hệ thống y tế cơ sở còn gặp khó khăn trong cân đối thu chi, kinh phí đào tạo cho một số đối tượng nhân lực ngành y tế, một số nhân viên y tế xin bỏ việc. Thêm vào đó, hoạt động của nhân viên y tế khóm ấp tuy có bao phủ rộng khắp trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn chưa đồng bộ, thường xuyên thay đổi, dần dần. Do cái lực lượng này nó cũng khá đông. Toàn ngành y tế bây giờ có khoảng 1.400 nhân viên y tế khóm ấp. Trước đây thì được tuyển dụng đào tạo, sau dịch thì nó cũng hao hụt, rồi tới tuổi nghỉ, rồi cái công tác đào tạo để củng cố tuyển dụng lại thì còn khó khăn. Ngành y tế cũng đang khảo sát và có cái chương trình, kế hoạch để đào tạo củng cố lại chế độ chính sách giữa nhân viên y tế khóm và thì nó có một sự quên nhau trong vấn đề chi trả. Ở ấp thì anh theo tỷ số thì lương tăng thì anh tăng, còn ở khóm thì là một con số cố định thì lương tăng thì anh cũng hưởng con số đó thôi, thì như đây cũng là một cái bất cập. Trước những khó khăn tồn tại được ghi nhận, ông Kiều Thế Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đề nghị ngành y tế và các địa phương đánh giá lại việc thực hiện đề án phát triển mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đánh giá đó thì mình sẽ hoạch định một cái phương hướng để mà củng cố kiện toàn, nâng cao về hoạt động của hệ thống y tế cơ sở kết hợp với thực tiễn tình hình hiện nay và trong cái phạm vi trách nhiệm theo pháp luật quy định đối với thường trực hội đồng dân và đối với hội đồng dân thì chúng tôi sẽ cố gắng làm thế nào tham mưu nghiên cứu để mà đề xuất những cái chính sách mà nó phù hợp nhất khi các đồng chí sẽ có trình qua hội đồng dân. Ghi nhận những ý kiến đánh giá, kiến nghị của đoàn giám sát, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ lãnh đạo thực hiện toàn diện các chỉ tiêu của ngành y tế nói chung. Các chỉ tiêu của ngành y tế là phải đạt. Đây là một trong những chỉ tiêu mà rất quan trọng. Chỉ tiêu bác sĩ điều bệnh điều hướng hay là các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế. Và trong đó lấy sự hài lòng của người bệnh là vấn đề quan trọng. Cái đề thứ hai là sẽ cho đánh giá lại và soát lại cơ sở vật chất, kể cả luôn các đội ngũ, kể cả luôn các cơ chế chính sách. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ngoài các vấn đề trên, tỉnh cũng sẽ quy hoạch phát triển các mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế chuyên sâu và nghiên cứu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh các cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Đến đây thì chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.